Hello, xin chào tất cả các bạn nha các bạn ơi. Wow, hôm nay chúng ta có rất là nhiều xe chở nhau nè các bạn ơi. Wow, các xe ben chở các xe buýt đi làm việc nè các bạn ơi. Rất là nhiều xe luôn. Wow, các xe buýt này không biết bị gì mà bị các xe ben chở đi các bạn ơi. Hình như các xe buýt này bị hư rồi và cần đi sửa chữa nè. Không biết có phải vậy không nữa, chúng ta chờ xem nha. Wow, rất là nhiều xe luôn, hay là các xe này lại đang tổ chức một cuộc đua đây? Vì mình thấy tốc độ rất là nhanh nè, giống như là đang đua xe đó các bạn ơi, chứ không phải là đi sửa chữa đâu. Đúng rồi các bạn ơi, các xe buýt này mình thấy còn nguyên vẹn nè, nhưng mà các xe ben đã chở đi rồi, xuất hiện cảnh sát các bạn ơi. Đúng rồi, vậy là các xe ben này đã chở các xe buýt này để đi buôn bán nè, chở các xe buýt này để bán sang nước ngoài lấy tiền tiêu xài nè, chứ không phải là đi sửa chữa, nên xe cảnh sát đã đuổi theo. Xe cảnh sát đuổi theo để giữ các xe này lại, để lấy lại xe buýt các bạn ơi. Wow, đã đuổi theo kịp rồi nè. Wow, các xe buýt đang chạy rất là nhanh luôn. Wow, xe cảnh sát bị lật rồi. Oh my god, trời ơi, bị xe kia tung trúng nữa rồi. Wow, xe cảnh sát bị lộn mấy vòng luôn, nhưng mà không sao, xe cảnh sát vẫn có thể chạy được. Rồi, tiếp tục đuổi theo các bạn ơi. Xe cảnh sát rất là gan dạ và anh hùng luôn. Và đây, xe buýt của chúng ta có một chiếc xe buýt màu vàng. Ê, ê, wow, nó làm rơi cái xe buýt màu vàng rồi. Xe màu xanh đã làm rơi xe buýt màu vàng rồi các bạn ơi. Wow, và xe kia đã tung vô xe buýt màu vàng luôn. Vậy là xe buýt màu vàng bị rơi hai cái bánh, bị hư hại rồi. Và xe cảnh sát vẫn tiếp tục đuổi theo. Ê, wow, xe cảnh sát bị mất lái, tung vô xe buýt màu vàng, bị rơi xuống và bốc cháy luôn rồi các bạn ơi. Chúng ta phải nhờ xe khác thôi. Đây rồi. Các bạn biết xe này là xe gì không? Đây chính là xe buýt hủy diệt nha. Xe buýt hủy diệt sẽ chạy lên để hủy diệt cái xe hồi nãy là xe ben màu xanh nè, vì xe ben màu xanh này làm rơi xe buýt kia mà không quay lại, tung nó luôn. Đó, vậy là xe ben màu xanh đã bị lật đổ rồi, vì xe ben màu xanh là người xấu, tung vô xe buýt màu vàng, xe tải màu vàng chở xe buýt màu xanh luôn, tung vô luôn để ngăn chặn không cho cái xe này tổ chức cuộc đua nữa. Và cái xe này đã bán xe buýt sang biên giới đó rồi, các xe bị lật luôn rồi các bạn ơi. Xe buýt hủy gì cũng bị lật luôn, chúng ta cần phải có một xe khác để cản cái xe kia chạy thôi. Đây rồi các bạn ơi, chúng ta có một xe ben siêu to khổng lồ luôn. Đây là xe ben màu vàng nha. Xe ben này rất là to luôn các bạn ơi, nó to gấp 10 lần xe buýt luôn. Đó các bạn nhìn nè, xe ben đã đuổi kịp các xe kia rồi. Và bây giờ xe ben sẽ cản các xe sau cùng rồi, tung vô. Đã đổ hai chiếc xe rồi các bạn ơi. Hai chiếc xe đã đổ, các bạn coi lại nè, xe ben đã ủi đổ hai chiếc xe, chở hai chiếc xe buýt màu xanh luôn. Và tiếp tục xe ben đuổi theo các xe kia, không biết là có làm gì được không. Wow, thêm một chiếc xe buýt màu cam bị lật rồi. Và xe ben né ra, xe ben đang cố gắng né cái xe buýt đó ra để không làm cái xe buýt đó hư hại. Wow, nhưng mà xe ben bị rơi xuống ổ gà các bạn ơi, có một cái ổ gà rồi. Xe ben khổng lồ siêu to bị lật rồi. Oh my god các bạn ơi, xe ben khổng lồ siêu to đã cản được một số xe nhưng đã bị lật luôn rồi. Và cái bánh của xe ben bị văng ra ngoài, không thể chạy được nữa rồi các bạn ơi. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Các xe này vẫn tiếp tục chạy nè, nhưng mà mình tin chắc rằng các xe này không thành công đâu. Và đã có một chiếc xe buýt bị lật nữa rồi, xe buýt màu trắng bị lật xuống đường rồi nè. Các xe kia vẫn cố tình chạy với tốc độ rất là nhanh, có lẽ là để cố tình chạy để thoát khỏi cảnh sát đó, không là bị cảnh sát bắt vô tù nè, vì cái tội buôn bán xe buýt lậu. Ôi, xe buýt này đã bị bỏ rơi rồi các bạn ơi. Các xe kia đã chạy ra xa rồi. Và đây rồi, các xe đó đây. Oh my god các bạn ơi, các xe này đã bị gặp tai nạn rồi. Vì ở đây một con đường đã bị hư rồi, các bạn coi lại nè. Đó, con đường đã bị hư nên các xe đã lao xuống con đường này hết luôn, và nát tan tành luôn. Nhưng mà xe buýt của chúng ta cũng đã bị hư hại rồi các bạn ơi. Wow, có một xe kia nó vẫn chạy được nè. Đây là xe màu nâu chở xe buýt màu đỏ, nó bị hư rồi nhưng mà nó vẫn cố gắng nó chạy, để nó chạy thoát khỏi cảnh sát đó. Không sao, mình sẽ dùng cái súng này bắn nó. Đây là súng bắn tên lửa. Bắn nào. Rồi, cuối cùng mình đã cản được các xe này rồi các bạn ơi. Thành công rồi nha. Nhưng các bạn ơi, ở đây chúng ta lại có các xe tải gì đây? Wow, đây là xe tải răng cưa các bạn ơi. Các xe tải này đang tìm cách để tới giải cứu cái xe ben hồi nãy nè. Có rất là nhiều xe tải luôn. Dẫn đầu là xe tải răng cưa màu xanh.
phía sau là màu vàng kìa, và rất là nhiều xe luôn, màu hồng, màu tím. Các xe này đang cố gắng chạy tới để giải cứu các xe Ben vừa rồi đã đi buôn lậu xe buýt đó. Và đây là xe màu trắng nè, có lẽ mình sẽ phải nhờ đến tên lửa nữa các bạn ơi. Chặn đầu là xe màu xanh nè, mình sẽ nhờ đến tên lửa bắn nát cái xe này luôn. Đây rồi, bắn nó, một chiếc, bắn thêm một phát nữa, hai chiếc. Rồi các bạn ơi, mình đã bắn được hai chiếc rồi, và phía sau còn rất là nhiều xe. Bắn một phát nữa, wow, rất là nhiều xe đã bị bắn luôn đó. Tất cả các xe đã bị bắn rồi, còn hai xe phía sau nữa kìa, nó cũng bị tung, bị chặn lại luôn rồi. Nhưng mà mình không để cho nó thoát đâu, phải bắn cho nó một phát nữa. Còn một chiếc xe màu xanh đằng sau nữa kìa. Vậy là chúng ta đã cản được các xe này rồi, nếu không nó sẽ giải cứu xe Ben và làm chuyện xấu đó các bạn ơi. Wow, nhưng mà nó xuất hiện 4 cái xe tăng các bạn ơi. Wow, nó lấy xe tăng này đi giải cứu chăng? Đúng rồi các bạn ơi, xe tăng đen xì là xe tăng của ác quỷ nè. Mình sẽ dùng súng bắn luôn, bắn nó nào. Đúng rồi, xe tăng thì làm gì được, xe tăng hư rồi, xe tăng này luôn, bắn luôn hai chiếc. Wow, xe tăng này bị lọt xuống cầu luôn rồi, cái bánh của nó bị hư hết rồi kìa. Và đây là chiếc thứ ba, bắn luôn rồi, đã hư bánh và chiếc màu đen cũng bị dính đạn luôn rồi. Vậy là 4 chiếc xe tăng này đã bị thua cuộc rồi, không thể đi giải cứu xe Ben được đâu, vì làm chuyện ác mà. Bắn một phát nữa nè, vậy là cái xe đã bị hư hại rồi, xe tăng màu đen bị hư rồi nè, và xe tăng màu trắng cũng bị hư luôn. Và đây các bạn ơi, xuất hiện một xe đầu kéo. Xe đầu kéo này có âm mưu gì đây các bạn ơi? Không biết là xe đầu kéo này có muốn đi giải cứu cái xe kia không? Ơi ơi, và nó chạy, nó tung vô cái gờ này rồi. Để xem xe đầu kéo này chạy đi đâu. Nó chở thêm một cái rơ móc nè, cái rơ móc không có gì hết các bạn ơi. Và đây các bạn ơi, xe MC Queen. Wow, thì ra xe đầu kéo này đi buôn lậu xe hơi các bạn ơi. Wow, đây rồi, nó tới đây để nó chở cái xe hơi nè, cái xe MC Queen này các bạn ơi. Nó vòng, nó quay đầu lại rồi. Nó sẽ lái tất cả các xe này lên xe rơ móc này luôn, và nó chở đi buôn lậu đó. Vì hồi nãy tài xế nó là lái xe Ben đó, và nó đã bị bắn rồi, bây giờ nó chuyển qua lái xe đầu kéo các bạn ơi. Wow, nó lùi lại kìa. Đúng rồi các bạn ơi, nó lùi lại để nó lấy các xe này lên nè. Bây giờ nó chắc chắn nó sẽ chạy các xe này lên. Wow, nó hạ cái càng thấp xuống kìa các bạn ơi. Wow, nó hạ thêm một cái càng nữa kìa. Đây rồi, các xe nó lái một lúc tất cả các xe luôn các bạn ơi. Xe MC Queen nè. Đó, xe này rất là đẹp nha, và tốc độ chạy rất là nhanh. Wow, bọn này đi buôn lậu xe nè các bạn ơi. Wow, nó chạy lên xe này rồi đây. Wow, nó cho lên trên các bạn ơi. Đó. Wow, 4 chiếc xe leo lên trên này luôn. Và nó nâng lên này các bạn ơi. Và nó sẽ để 3 chiếc xe ở dưới nữa. Đó, đúng rồi. Ghê quá các bạn ơi. Xe này chở rất là được nhiều, rất nhiều xe luôn. Ghê chưa? Wow, và bây giờ nó chạy rồi các bạn ơi. Nó đã lấy cắp được các xe này, nó chạy đi buôn lậu rồi. Wow, nhưng mà có một cái xe bị rơi xuống rồi. Wow, nó đã bị rơi cái xe màu hồng mà nó không biết nè. Nó chạy luôn rồi các bạn ơi. Ghê quá, bọn này thật là ghê gớm quá đi. Rồi. Wow, nó chạy đi đâu đó các bạn ơi, nó buôn lậu xe. Không biết có khẩu súng nào ngăn cản được nó hay không, chúng ta chờ xem nha. Đó, nó chạy mút xa rồi các bạn ơi. Xe này rất là khỏe luôn, nó chở 6 cái xe luôn, nhưng mà nó vẫn chạy tốc độ rất là nhanh nè. Wow, và đây có một cái hố. Wow, nó bị bẫy xuống hố rồi các bạn ơi. Wow, nó bị thất bại rồi, nó cố tình để anh trộm xe mà nó bị thất bại rồi. Wow, nhưng mà nó quay về, nó lái cái xe bị rớt đi nè các bạn ơi. Wow, nó lái cái xe bị rơi hồi nãy nè. Nó lấy được, trộm được chiếc nào thì nó bán, nó có tiền chiếc đó, nên là nó về, nó quyết tâm nó lấy chiếc xe màu hồng này luôn các bạn ơi. Ghê quá. Có lẽ mình phải nhờ chú cảnh sát để đuổi theo nó thôi các bạn ơi, vì nó chạy rất là nhanh, nó là xe ô tô thể thao mà. Đó, các bạn thấy nó chạy nhanh chưa? Nó chạy rất là nhanh và nó bị lật rồi. My god các bạn ơi. Nó chạy nhanh quá nên nó bị lật mấy vòng luôn. Nhưng mà nó vẫn đứng lại được kìa, rất là ghê luôn, vì nó là xe thể thao. Nó vẫn tiếp tục ngoan cố chạy tiếp kìa các bạn ơi. Để xem nó chạy đi đâu cho thoát nha.
vì lưới trời là lồng lộng. Không được ăn cắp nha các bạn nha. Wow, cái xe này nó lấy để nó đi bán qua nước ngoài, nó kiếm tiền, nó đi chơi net đó các bạn ơi. Ê. Wow, và nó cũng lò xuống cái hố này rồi. Vậy là cái xe này đã bị thất bại hết rồi nè các bạn ơi. Vì cái xe này đi ăn cắp nè. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video vừa rồi của Bus City nha. Wow các bạn ơi, hôm nay chúng ta có một vụ buôn lậu xe buýt nè. Đó là cái xe ben đã chở cái xe buýt đi bán nè, và đã bị xe cảnh sát cũng như xe buýt hủy diệt và xe ben chặn đầu lại. Và cuối cùng cái xe đó đã bị gặp tai nạn luôn. Nhưng mà lại có một loạt các xe tải hủy diệt đó đi tham gia vào để đi cứu cái xe đó các bạn ơi. Đi cứu cái xe ben nhưng mà đã bị tên lửa đại bác khổng lồ bắn cho nát tan tành luôn. Cuối cùng nó gọi 4 chiếc xe, gọi là xe gì phải không, xe tăng thiết giáp đó để ra để giải cứu, nhưng mà cũng bị tên lửa của chúng ta bắn luôn. Cuối cùng nó đổi nghề, nó không ăn cắp xe buýt nữa mà nó chuyển qua nó đi ăn cắp xe ô tô các bạn ơi. Nó sẽ ăn cắp xe đua nhưng mà cuối cùng nó bị rớt xuống một cái vực thẳm luôn, một cái hố rất là sâu nè. Đó, nên là video này dạy cho chúng ta một bài học là chúng ta không được ăn cắp nha, cũng không được nói dối nè, và chúng ta phải ngoan ngoãn vâng lời ông bà cha mẹ thầy cô nè. Rồi các bạn phải nhớ ăn cơm xong mới được coi video của Bus City nha. Các bạn phải làm điều tốt, không được làm điều xấu nha. Và các bạn nhớ tìm kiếm Chúa Giêsu nha, nhớ đi lễ nha, nhớ chào thánh thể và lành chuỗi minh côi với mẹ Maria nha. Đó, các bạn ăn cơm xong hãy coi video của mình nha, nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Bây giờ bye bye, hẹn gặp lại các bạn nha.